Chào cả nhà nha. Dạ con kính chào ông bà cô chú anh chị tất cả các bạn nha. Yêu mến kênh miền Tây quê An Giang. Thì hôm nay mình có nhận tiền của một anh tên là Thanh Hùng. Anh gửi bên PayPal nha. Anh gửi là 50 đô thì em rút xuống được đó là 1.058.000. Nó trừ tiền thuế tiền gì đó anh ơi, em cũng không, chắc là thuế quá, tiền thuế. Thì anh cho trong nhóm là năm bé. Thì bé Ngọc, bé Giang, bé An, bé Ngăn với bé Su. Hỏi em con. Thì trước khi em trao tiền á, thì em có đôi lời gửi đến anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều đã tặng tiền cho mấy em ăn sáng, bánh kẹo gì đó. Anh dặn là cho mua bánh kẹo gì đó ăn. Và chúc cho gia đình của anh có thật nhiều sức khỏe nha, luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống nha, và thành công trong công việc luôn nha anh. Thôi bây giờ em thay mặt anh em sẽ trao tiền nha. Bây giờ trao Ngọc trước đây nè Ngọc. Ngày mai ăn phở nha. Dạ, cảm ơn anh. Ủa đâu anh không biết rồi, đưa cho chị Ngọc thôi. Nè đưa cho chị Ngọc. Dạ. Rồi em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Cảm ơn chú. Mừng chú. Dạ. 58.000 lẻ nè. Tặng bi nè, nó có lẽ 58.000 á. Tặng bi mai bi mua sữa. Cảm ơn chú, phanh tay lại. Mừng chú. Phanh tay lại đàng hoàng. Phanh tay lại. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Đúng rồi. Chúc chú nhiều sức khỏe. Cũng chú này cũng khỏe. Mới chậm chậm thôi. Chị giống như độc giáp quá ạ. Ủa, cũng có nghe má không? Quá chừng lên nè. Chú có nghe, chú đang nghe đó. Chú đang theo đó, con nhìn trên màn hình đi. Chú đang nhìn mình đó. Hello. Hello chú. Chào chú đi. Chào chú. Chú đang nhìn Bi đó. Bi phải ngoan nghe không? Ừ. Của Bi là nhiều nhất luôn á. Không đùa luôn. Bi gọi sắp luôn. Em gửi lời lời cảm ơn anh. Em chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ trong cuộc sống, thành công trong công việc. Nè tới bé Su nè. Ở nhà thông cảm nghe, mình với bé Giang cũng mới đi đồng vô cho nên luôn vậy. Nhìn giống đi bắt heo quá. Lên trao tiền lên cho mấy bé nó còn đi học thêm nữa. Để, chưa. Để nhận tiền mà nhìn kêu hoài quá à. Ngồi như đàng hoàng, phanh tay lại. Rồi nè phanh tay lại, cảm ơn chú nè. Mừng chú. Chúc chú luôn luôn vui vẻ. Chúc chú luôn vui vẻ lắm. Nói gì có, giả bên đi vậy đó, nói đi. Để đi. Vậy cảm ơn thôi phải không? Con có muốn nói gì với chú không? Không hả? Bắt cả không nghe không? Bây giờ mình làm thơ đi, làm bản thơ cho chú nghe đi. Đọc thơ đi, cô giáo dạy đọc thơ làm sao? Lẹ đi. Mắc cỡ dữ lắm rồi. Rồi, không đọc thơ, không đọc thơ thôi. Không đọc thơ thôi rồi, vậy Su đi đi. Rồi vậy con đi chơi đi. Chị ngờ mà. Ngồi đàng hoàng con, ngồi đàng hoàng. Dạ, em cảm ơn anh, em chúc anh thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn anh, chúc anh có thật nhiều sức khỏe và gặp được nhiều may mắn trong công việc lẫn cuộc sống. Rồi, 200 ngàn này mai ăn gì? Không biết nữa. Mai đâu đi học buổi sáng hả? Không có học buổi sáng hả? Dạ. Học buổi chiều. Học buổi chiều không hả? Dạ. Rồi, thường thường sáng không ăn cái gì? Thường sáng ăn trưa ăn mì. Là cái em biết cao lên. Ăn mì gói hả? Dạ. Không mì gói luôn. Không mì gói. Bây, là mì chè chén xôi vô hay là mì cua, mì cá, mì thịt? Mì ở trong trường con bé là có huyết. Có huyết không hả? Bỏ quý chưa không hả? Dạ, với rau rồi này kia. Vậy hả? Nhiều dạ. Tôm? 7 ngàn. 7 ngàn hả? Ngoài mì ra còn bán gì nữa không? Cái gì mà để ăn no? Mì với bánh mì không à. Có mấy cái đó là no à. Mì với bánh mì hả? Dạ. Rồi bánh mì nhiên ổn? Bánh mì tùy theo mình mua mình ăn hả? Mì chả à. Chiên nữa. Mắc nhất là nhiêu, rẻ nhất là nhiêu? Không biết nữa. Mắc nhất chắc là 10 ngàn, 10 ngàn nó xuống. 10 ngàn trở lại đúng không? Dạ. Vậy hả? Còn nước nhiêu ly? Nước thì có, người ta cũng có bán chai với bán ly, 5 ngàn. 5 ngàn ly là ly gì? Biết rồi. Ăn hàng ngày mà không nhớ hả? Cái ly nó cũng giống như cái ly của mình uống vậy đó, mà nó nhỏ hơn. Vậy hả? Dạ. À, là 5 ngàn ly đó hả? Dạ. Còn nước chai nhiêu chai? Chai 10 ngàn chai.
chai 10.000 chai hả? Dạ. Thì bây giờ mình tính nước là 10.000 chai đi ha. Thì cái này chục chai thì 100.000. Vậy là mình uống tới 10 chai nước. Còn bánh mì thì 5.000 một ổ đi. Mình vườn vương 5.000 ổ đi. Chục ổ thì 50.000, vậy là mình ăn được 20 ổ bánh mì. với 10 chai nước đúng không? Dạ. Ờ. Vậy là một ngày con học hai buổi phải không? Buổi sáng với buổi chiều. Dạ, có buổi học sáng. Vậy hả? Dạ. Ừ. Vậy là được phần không ta? Cái okay, nước thì nó được 5 ngày đúng không? Chục chai nước thì 5 ngày. Thì 20 ổ bánh mì thì được 10 ngày. Dạ. Đúng không? Nước thì được 5 ngày, bánh mì thì ăn được 20 ngày đúng không? Dạ. Ờ. Ăn nghĩ là đổ bánh mì luôn. Thôi bây giờ cuối video rồi, em cũng cảm ơn anh lần nữa rất là nhiều nha anh. Chúc cho anh thằng nhiều sức khỏe nha. Mình cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn đã luôn luôn yêu mến kênh. Và mình cũng hy vọng là cả nhà yêu mến kênh nhớ đăng ký và like ha, và chia sẻ cái video của mình để nhóm của mình có những cái động lực đó, làm video lần sau nó hay hơn và nó sẽ tốt hơn nha. Giờ mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.